cả hoa cả hoa đã bắt bằng đồng bồn bất cười vì điều hai trạng tim của họ chưa được và rất là buồn bỏ trong sự càng và đời người hôm nay chính là một chuyện cho tình yêu chung thủy và chân thành của các bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay và sẽ đẹp sờ vàng sờ hoa sờ lại ngày hôm nay đã đến sau đây xin được trân trọng kính mời chú rể tham quan của sao Hoàng Vân sẽ tại trong tay bước lên sân khấu nhỏ của mình sân khấu tình yêu của bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay để cùng lắng nghe sau đây câu chuyện tiền thân thể và việc đã trở về để cùng giúp phúc cho các bạn trẻ của chúng ta trong ngày hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
liên quan chính quyền sở tại, sự đôn đốc của nhân viên gia đình. Cầu nguyện cho đội tình với bạn trẻ không hoàn thành quý vị trở lâu thêm một giây cuối lần nữa. Thay mặt trường em tổ chức thực hiện đến từ trung tâm tổ chức thực hiện tiệc cưới Long Điền, Minh Tâm xin được trịnh trọng tuyên bố hôn lễ thành hôn của những người liên quan cô dâu Hồng Vân chính thức gặp ban đầu. Bye.